Sau khi mà mình đã vẽ xong bốn cái hình hoa như thế này, bây giờ mình sẽ dùng kéo để cắt nó ra nha. Mình sẽ cắt cả thứ hai nha. Còn hai cái nữa nha, mình sẽ cắt nốt hai cái này ra. Mình còn một cái nữa nha. Đây, mình sẽ cắt nốt cái này ra. Sau khi mình đã cắt ra được bốn bông hoa như thế này, rồi mình sẽ dán vào bốn góc này nha. Trong đấy mình quên chưa bật, nên là bây giờ mình sẽ cắt sẵn một cái hình trái tim màu đỏ ra đây. Đây, mình sẽ cắt ra cái trái tim màu đỏ. Mình sẽ gắn vào giữa của cái tấm thiệp này nhé. Mình sẽ chờ một lúc cho keo nó nóng lên này. Cái keo của mình quên chưa bật nên là nó vẫn chưa nóng, nó chưa chảy ra nốt.
giờ mình sẽ dán cái chỉnh trái tim này lên nha. Sau khi mà dán xong hình trái tim, mình sẽ dán những cái bốn bông hoa bốn góc này. Như vậy là mình đã dán xong. Giờ mình sẽ dùng cái cây bút để mình viết chữ nha. Đây. Như vậy là mình đã vừa làm xong một tấm thiệp màu hồng nhỏ nhắn xinh xắn như thế này. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha. Bye bye!